Băng từ là một trong những hình thức của đa phương tiện mà nhóm mình muốn giới thiệu đến các bạn ngày hôm nay, đó là băng cassette và băng video. Về băng cassette thì đây là một hình thức lưu trữ nội dung âm thanh analog bằng cách sử dụng sợi băng từ tính. Hãng Philips đã công bố băng cassette lần đầu tiên vào năm 1962 và giới thiệu vào ngày 30 tháng 8 năm 1963 tại Berlin Radio Show Đức. Dưới cái tên Compact Cassette, Philips đã hợp tác cùng với Sony đưa ra những tiêu chuẩn cho băng cassette hoàn toàn miễn phí, và nhờ đó băng cassette đã đạt thành công rực rỡ. Băng cassette là loại hình lưu trữ đa phương tiện phổ biến nhất. Tính tới thời điểm năm 1968 thì đã có tổng cộng 85 thương hiệu lớn nhỏ tham gia vào thị trường sản xuất máy phát băng cassette, với tổng cộng 2,4 tỷ máy đã được bán ra tới tay người tiêu dùng, tạo nên một ngành công nghiệp có trị giá lên đến 150 triệu USD vào thời điểm cuối những năm 60 của thế kỷ 20. Về đặc điểm vật lý thì các nhà sản xuất thường phân loại các loại băng cassette để bán ra trên thị trường dựa theo thời lượng lưu trữ tối đa. Các mức thời lượng lưu trữ phổ biến dành cho băng cassette thì bao gồm 46 phút, 60, 90, 120 và 180 phút. Thời lượng băng càng dài đồng nghĩa với việc độ dày của sợi băng cũng phải giảm theo để đảm bảo khả năng vừa vặn với kích thước hạn chế của vỏ bảo vệ bên ngoài. Vì vậy, tổng thời lượng băng ghi âm 120 và 180 phút thường rất ít độ rộng băng, thì các loại băng cassette thông thường tiêu chuẩn hiện nay đều sử dụng sợi băng với độ rộng là 3,8 mm, cho phép lưu trữ tối đa 4 trách âm thanh, mỗi kênh cách nhau khoảng 0,3 mm để ngăn ngừa hiện tượng nhiễu. Về cấu tạo thì băng cassette bao gồm các cối băng, tấm lót, các khe chống ghi, ròng rọc dẫn động băng, capstan hole, pressure pad và magnetic seal. Về nhược điểm của băng cassette thì bao gồm các hiện tượng như là warp và flutter, thì do tốc độ quay thấp đi kèm với sự kéo giãn và lão hóa của sợi băng sau một thời gian dài sử dụng, âm thanh sau khi tái tạo sẽ trở nên bị rung và nhão. Rối băng thì rối băng là một trong những thảm họa tồi tệ nhất của băng cassette, do nhiều nguyên nhân khác nhau như là băng bị kẹt, móc hay do hệ thống trục quay của máy phát có vấn đề. Về cao độ không đồng nhất thì do sự cân chỉnh thiếu chính xác giữa các nhà sản xuất, tốc độ quay của băng giữa các máy phát sẽ không hoàn toàn giống hệt nhau, gây nên tình trạng là độ cao của âm thanh cũng không đồng nhất giữa các máy phát. Và phải khử từ, đầu độc định kỳ theo thời gian, do bản thân các linh kiện bằng kim loại của máy phát cũng sẽ bị nhiễm từ. Về độ bền và tuổi thọ thì so với các loại hình lưu trữ vật lý phổ biến khác thì cassette thường dễ bị tác động bởi các yếu tố ngoại lực khách quan trong quá trình sử dụng thực tế, dẫn đến tuổi thọ sử dụng có thể sẽ thấp hơn khá nhiều nếu không được bảo quản đúng cách. Về cách bảo quản băng cassette thì bao gồm là chúng ta phải đựng trong hộp đựng, phải lau bụi cho băng và phải khử đầu độc từ định kỳ. Đến với băng video thì băng video là một loại băng có cấu tạo gần giống như băng cassette, bao gồm một lớp các hệ từ tính cực nhỏ được phủ lên mila, một chất liệu nhựa dẻo và bền. Khoảng 1 tỷ hệ từ tính bao gồm 1 inch vuông băng và hoạt động giống như nam châm thanh cực nhỏ. Khi cụm băng đi qua nam châm điện, thông tin sẽ được ghi lại và phát lại. Khác với băng cassette, băng video có thể lưu trữ cả hình ảnh lẫn âm thanh. Về lịch sử thì bộ phận điện tử của công ty giải trí Bing Crosby đã trình diễn lần đầu tiên về một đoạn băng video ở Los Angeles vào ngày 11 tháng 11 năm 1951. Vào đầu những năm 1980, Sony trở thành công ty đầu tiên thiết lập thị trường tiêu dùng cho hệ thống máy ghi hình với định dạng Betamax. Các nhà sản xuất khác đã nhanh chóng theo sau và hệ thống VHS do GVC tạo nên ra đời. Năm 1984, Kodak và General Electric đã giới thiệu máy ghi video 8mm hay còn gọi là máy quay phim. Năm 1995, băng video kỹ thuật số đã được giới thiệu. Băng video đã được sử dụng tại nhà, tạo ra ngành công nghiệp video gia đình và thay đổi tính kinh tế của các doanh nghiệp truyền hình và phim ảnh. Ngày 30 tháng 7 năm 2016, thì công ty Funnel Electric của Nhật là công ty cuối cùng còn sản xuất loạt đầu băng VCR đã chính thức dừng việc sản xuất thiết bị này. Đối với đặc điểm vật lý thì băng từ ngày nay được cấu tạo bởi 3 lớp chính là lớp màng gốc, lớp từ tính và lớp phủ mặt sau. Về nhược điểm của băng video thì là nó có quá nhiều loại, quá nhiều chuẩn như là VHS, Betamax, và dòng VHS khá nổi tiếng ở Việt Nam. Dù vậy thì đầu máy xem VHS vì đã dừng sản xuất nên phương pháp để xem băng video càng ngày càng ít. Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ giới thiệu đến các bạn về vi dạng. Thì trong vi dạng gồm có vi phiếu, microfilm và vi phim, microfilm. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu về microfilm hay còn được gọi là vi phim. Về lịch sử hình thành của vi phim thì vi phim được phát minh vào năm 1839 bởi một người tên là John Denser.
Nói về mặt kỹ thuật thì ông này đã tạo ra những bức ảnh vi mô không như những cuộn vi phim mà chúng ta biết đến ngày nay. Sau đó thì nhà nhãn khoa người Pháp René Darren đã mở rộng phát minh của Dancer và tạo ra những ứng dụng thực tế hơn về mặt thương mại cho vi phim. Chiến tranh thế giới thứ hai đã mang lại một cú sốc cho vi phim với các quốc gia đang bị chiếm đóng và lo ngại về việc hồ sơ lịch sử sẽ bị phá hủy. Thì vi phim là giải pháp để đảm bảo rằng lịch sử sẽ không bị xóa sổ bởi độ duy trì lâu bền của vi phim. Từ những năm 1950 đến những năm 1970, đặc biệt là ở trong các thư viện, vi phim đã nở rộ như một phương pháp chính để tiếp cận và lưu trữ thông tin, vì lưu trữ ở bản giấy thì cồng kềnh và dễ bị hư hỏng. Khi thế kỷ 21 bắt đầu, số hóa đang được gia tăng và tiếp tục cho đến ngày nay. Nhiều bộ sưu tập đã được vi phim lưu từ nhiều thập kỷ trước, hiện đang được quét thành các định dạng điện tử để truy cập nhanh hơn và tiện lợi hơn. Sau đây mình sẽ giới thiệu về vi phiếu microfiche. Năm 1961, Canson đã phát minh ra vi phiếu. Mỗi phần phim có thể chứa hơn cả 100 trang văn bản in. Vi phiếu cho phép các tổ chức khác nhau tiết kiệm dung lượng bằng cách chuyển đổi các tài liệu giấy thành các tệp vi phiếu nhỏ. Trong lịch sử thì các thư viện nhận thấy rằng vi phiếu rất hữu ích để mở rộng bộ sưu tập của họ, đồng thời tiết kiệm được không gian. Với những tiến bộ trong máy tính thì nhiều thư viện và doanh nghiệp ngày nay đã thay thế các tập tin ở dạng vi phiếu bằng các tập tin đã được số hóa. Phần tiếp theo mình xin giới thiệu về các loại vi dạng. Những định dạng quen thuộc nhất của vi dạng là loại phim 16 mm hoặc 35 mm. Ba loại phim phổ biến nhất trong bộ sưu tập vi dạng là phim có chất liệu bạc gelatin hay bạc halogen. Chất liệu bạc gelatin hiện đại có tuổi thọ rất dài khi được bảo quản ở điều kiện phù hợp và hay được sử dụng trong các thư viện. Với phim diode thì loại phim này khá ổn định nhưng vẫn bị mờ, ngay cả ở trong bóng tối. Phim sẽ càng mờ nhanh hơn khi để phim bị chiếu sáng kéo dài, chẳng hạn ở trong môi trường máy đọc phim. Và cuối cùng là phim có lỗ. Chất liệu phim luôn được làm bằng polyester. Phim có lỗ có thể bị hư hỏng ở nhiệt độ từ 167 độ F. Vì vậy, cần phải chú ý đặc biệt khi phim này được sử dụng bằng máy đọc phim. Nhìn chung thì những yêu cầu đối với vi dạng giống như những yêu cầu đối với các tài liệu ảnh khác. Độ ẩm tương đối quanh năm thấp hơn 50% là phù hợp với tất cả các loại phim. Đối với các phim bạc gelatin, độ ẩm tương đối không nên vượt qua 40% nhằm giảm thiểu nguy cơ tạo ra các vết ố. Nhiệt độ bảo quản không nên vượt qua 70 độ F. Nhiệt độ càng thấp thì càng tốt. Nếu vi dạng được bảo quản đúng cách, nó có thể tồn tại lên đến 500 năm. Sau đây, mình xin mời mọi người xem một đoạn video ngắn về cách sử dụng vi dạng. Microfilms are reels stored in boxes, and microfiche are flat and stored in envelopes. To find the exact location, including the microfilm or microfiche call number, check the library catalog. To load a microfilm roll on a microfilm machine, first thing it has to do is go over the peg right on the back here. It has a square hole, and you want to go all the way to the back, which has a square peg. And you just slide it in with the film going over the top and push it all the way back. Next, you push the green button to open up the lid, and then you take the film and you slide it down the green chute till it's under the glass. Close the lid, hit the load button, and you're good to go. And you have forward and reverse. The farther you turn it, the faster it goes. It has a forward and back or side to side depending on the orientation of the film. And you have a rotate button that can spin it all the way around. Focus and zoom. The zoom is the blue one. And the focus is the brown dial. You'll need an Autotron box to do scanning or printing if you don't have a CAT card. You get these from the Express Document Center, and you trade it for an ID. And they go with the arrow facing away from you into the box. When you're doing a print or a scan, you want to make sure the image you're looking at fills up this entire box right there. That is a portrait 8.5 by 11 size configuration for this machine. And once you're ready to go, you can just hit the start button, and that will cause it to print out of the printer. To load microfiche into the machine, you pull this handle out and slide it over. It switches into fiche mode, and then you place the fiche under the top glass,
and push it forward. And now it is ready for you to see. You can use the rotation button or dial to orient it correctly, zooming with the blue dial and focusing with the brown one. And you can also use this to move it up and down a little bit. But what you're really going to do is move around the glass tray and set it to where you want it to be. Whatever's in the box will be 8.5 by 11 portrait, and that's what we'll print when you hit the start button. Đĩa nhựa vinyl. Vinyl là định dạng âm thanh analog. Khi chơi đĩa vinyl, các rung động được tạo ra khi kim stylus dò trên rãnh đĩa, sau đó được truyền tải đến loa để tạo ra âm thanh. Từ cuối thế kỷ 19 đến cuối năm 1950, người Pháp đã mang sang Việt Nam những loại đĩa hát đầu tiên mà người Việt gọi là đĩa đá hay đĩa than. Các loại nhạc cổ của Việt Nam được thu âm lần đầu tiên vào loại đĩa than 78 này. 1948, Colombia giới thiệu đĩa nhựa 33.3 vòng. Loại đĩa này sớm được áp dụng như một tiêu chuẩn mới của toàn bộ ngành công nghiệp thu âm. Năm 1949, RCA Victor giới thiệu đĩa nhựa 7 inch 45 vòng trên 1 phút. Đây là định dạng đĩa đơn nhằm cạnh tranh với các đĩa LP của Columbia. Những năm 70 là kỷ nguyên vàng của vinyl, tuy nhiên nhanh chóng phai nhạt khi băng cassette và đĩa CD xuất hiện từ thập kỷ 80. Về đặc điểm vật lý, đĩa than 78 chạy được 78 vòng mỗi phút, được làm từ nhựa cánh kiến Select, có hai kích thước 10 inch và 12 inch. Thời lượng của bản ghi là khoảng 3-5 phút mỗi đĩa, tùy thuộc vào kích thước. Trong khi đó, đĩa nhựa LP 33 vòng có công suất ban đầu là 23 phút mỗi mặt, có thể phát được 8 bài nhạc Việt mỗi đĩa, cũng có hai loại kích thước là 12 inch và 10 inch. Cuối cùng là đĩa đơn 7 inch 45 vòng, phát được khoảng 7 phút mỗi mặt đĩa, thường chứa được 4 bài nhạc Việt Nam trong mỗi đĩa, 2 bài mỗi mặt. Về ưu điểm, khi cầm đĩa vinyl và nhìn vào rãnh đĩa được khắc trên đó sẽ thấy được hình dáng của âm thanh. Nếu đĩa không tiếp xúc với nhiệt độ cao, xử lý bất cẩn hay bị nóng, bản ghi vinyl có khả năng tồn tại trong nhiều thế kỷ. Những chiếc đĩa vinyl còn có bao bì đẹp mắt, có thể được trưng bày trên kệ đĩa và tăng tính thẩm mỹ cho căn phòng. Về khuyết điểm, có thể dễ dàng hao mòn theo thời gian, chiếc đĩa sau một thời gian sử dụng sẽ bắt đầu bị trầy xước, rãnh đĩa bị mòn hay thân đĩa bị cong vênh nếu lưu trữ không đúng cách. Bụi bẩn có thể bám lên bề mặt đĩa và làm ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh khi nghe. Về đặc điểm nội dung thì đĩa nhựa vinyl lưu trữ âm thanh dạng analog. Về đĩa quang CD, DVD, đĩa quang optical disc là thuật ngữ dùng để chỉ chung các loại đĩa mà dữ liệu được ghi hay đọc bằng tia ánh sáng hội tụ và là dạng lưu trữ không mất dữ liệu khi ngừng cấp điện. Được phát triển vào khoảng cuối thập niên 1960, đĩa quang đầu tiên được phát minh bởi James Russell. Đĩa CD, Compact Disc, bắt đầu được phát triển từ những năm 1979 bởi hai hãng Sony và Philips. Ban đầu, mỗi hãng phát triển theo một hướng riêng. Đến năm 1980, chúng được hợp nhất thành một chuẩn để CD chứa âm thanh và thông dụng cho đến ngày nay. Vào năm 1984, chuẩn đĩa CD-ROM được công bố cho phép chứa ứng dụng và dữ liệu để chạy trên máy tính. Song song đó, định dạng tương tự là Super Density, SD, đĩa siêu mật độ được Toshiba, Time Warner và một số công ty khác giới thiệu và hậu thuẫn nhằm cạnh tranh với CD. Tuy nhiên, một số tổ chức và các công ty máy tính hàng đầu đã liên kết với nhau, thống nhất về việc chỉ chấp nhận một định dạng chung duy nhất cho ngành công nghiệp. Với động cơ thúc đẩy này, hai bên đã thỏa hiệp và hợp tác để tạo ra Digital Versatile Disc DVD vào năm 1995. CD và DVD dùng chung cỡ đĩa, đường kính ngoài 120mm cho loại tiêu chuẩn, 80mm cho loại nhỏ, dày 1,2mm với một lỗ tròn 15mm ở trung tâm. Đĩa CD lưu trữ khoảng 80 phút âm thanh hoặc 700 MB dữ liệu máy tính đã được mã hóa, trong khi đó DVD lưu được khoảng 4.7GB một mặt một lớp, khoảng 8.54GB một mặt hai lớp. Lưu ý khi sử dụng, đĩa CD có tuổi thọ tương đối ngắn, từ 2 đến 5 năm tùy thuộc vào chất lượng đĩa. Tránh để đĩa rơi, va đập, cong vênh, xước hay bám bụi, giữ đĩa ở những nơi tối, khô để kéo dài tuổi thọ và không để đĩa ở những nơi quá ẩm hay quá nóng. Quá trình thoái hóa có thể dẫn tới việc thay đổi dữ liệu trên bề mặt đĩa và khiến cho các chùm tia laser không thể đọc được đĩa.
về đặc điểm nội dung, đĩa quang lưu trữ dữ liệu, nhạc, video, game.